Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, trường trung học cơ sở Ngô Tất Tố. Đề chính thức. Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2023-2024 môn toán khối lớp 8. Đề có 2 trang. Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát hiện. Phần 1 trắc nghiệm 2 điểm, có 8 câu. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. Câu số 1. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 2x y bình? Như vậy thấy rằng đây là x bình đi, bỏ x y bình, x bình z, không lấy x bình y. Như vậy là tổng phân y 3x y bình. Câu số 2. Biểu thức nào sau đây không phải là phân tích? Như vậy ta thấy đây là phân tích. Đây là phân tích, đây phân tích. Như vậy đây không phải là phân tích. Câu số 3. Phân tích được xác định khi nào? Xác định x cộng 2 khác không? X cộng 2 không, tức là x khác trừ 2. Số 4. Hình chốt tam giác đều, mỗi mặt bên là tam giác căn. Tam giác căn thôi nè, tam giác vuông, hình vuông là trọng tam giác căn. Câu số 5. Hình chốt tam giác đều có cạnh đáy là 12 cm. Đấy là 12 cm. Chiều cao của hình chốt là 10 cm. Thể tích của hình chốt là 100 cm khối. Chiều cao của mặt đáy là 1/3 x đáy nhân cho đường cao. X đáy sẽ bằng 3V V chữ H. 3V là 3 × 100 chia cho H là 10. Vậy x đáy sẽ bằng 30. X đáy 30 mà cạnh đáy là 12. Đấy là 12 thì mình có x đáy và 1/2 nhân cho 1/2 nhân cho 12 nhân cho h 30 nhân 2 chia 12 thì này h sẽ bằng 60 chia 12 bằng 5. Là cái đồng năm sau nhé. Câu số 6. Một tứ giác có số đo ba góc bằng lượng là 80 độ, 140, 100. Cái này mình thấy đây là 180 độ, và đây với đây là 180 độ. Để chọn câu đi. Câu số 7. Cho hình chữ nhật ABCD A, MN, PQ. N B Q. Đoạn thẳng MP bằng đoạn ngắn MB là bằng NQ. MB bằng NQ nên ta cần hết số thứ 2. Câu số 8. Cho bảng dữ liệu như sau. Thống kê xếp loại học tập của lớp 8A dựa vào bảng thống kê.
Hãy cho biết dữ liệu ở dòng nào thuộc loại dữ liệu định tính. Loại dữ liệu ở dòng 1 là dữ liệu định tính. Chọn câu này. Là sang phần 2, phần tự luận 8 điểm. Câu số 3. Câu số 3. Bằng nè. Đây nhân đây là 10x mũ 3 y mũ 4. Mười x mũ ba trừ 8 x mũ 3 y mũ 3 rồi trừ cho 10 x mũ 3 y mũ 4. 10 trừ 10 hết bằng trừ 8 x mũ 3 y mũ 3 nhân số 2. Giờ qua câu B. B đây là mình nhân vào 4x là trừ 12. Đây là hằng định tích. Cộng x bình cộng 2b là 10x cộng b bình là 25. Này sẽ bằng x bình 40 cộng 10 là cộng 50. 55 trừ đi 12 là cộng 13. Ta qua câu C. Câu C sẽ bằng mẫu chung là x trừ 2 x bình cộng 3 trừ 4x số 1 x bình trừ 4x 4 sang x trừ 2. Để bằng x trừ 2 cả bình sang x trừ 2. Cuối cùng là bằng x trừ 2. Về đây là câu C. Câu số D. Câu D sẽ bằng mẫu chung là x bình x trừ 3 x cộng 3. Đây là 2 nhân x cộng 3 cộng 3 nhân x trừ 3 cộng cho 4 x trừ 3 x cộng 3. Đây là 2x cộng 6. Đây là 3x trừ 9. Hai x với ba x là 5x trừ 1 x trừ 3 nhân cho x cộng 3. Ta qua bài số 2.
Bài số 2, một điểm phân tích các đa thức sau. Thành nhân tử. Câu A. Ê, ta rút. X, Y. Còn là X, trừ Y. Ê, ta rút A. Còn là X, trừ Y. Thế mà X, trừ Y. X, Y cộng A. Câu B. Đây sẽ bằng 3x trừ cho 2 tất cả mũ 2. Bình phương là bằng 9x bình trừ 2b trừ cho y bình bằng 3x trừ 2 trừ y nhân cho 3x trừ 2 cộng y. Nói sang bài số 3. Bài số 3 0,5 điểm. Biểu đồ hoạt tròn. Biểu đồ hình hoạt tròn biểu diễn tỷ lệ mỗi loại trái cây bán được của một siêu thị. Biết rằng siêu thị đã bán tổng cộng 400 kg các loại trái cây gồm ổi, sầu riêng, cam, xoài, mít. Ổi, sầu riêng, cam, xoài, mít. Tính số kg sầu riêng siêu thụ bán. Như vậy số kg sầu riêng mà siêu thị đã bán là 400 nhân cho 20 bằng 100 bằng 80 kg. Câu hỏi bài số 4. Bài số 4 0,5 điểm. Một kim tự tháp Keops ở Ai Cập có dạng là hình chốt tứ giác đeo, mặt đáy là hình vuông. Các mặt bên là các tam giác cân. Trung đỉnh tham khảo hình vẽ bên. Biết chiều cao của kim tự tháp là khoảng 140 m. Chiều cao của kim tự tháp là 140 m. Cạnh đáy là 240 m. Tính thể tích của kim tự tháp. Như vậy ta có thể tích của kim tự tháp là 1/3. Ít đáy được bị cao 1/3. Ít đáy là 240 mũ 2. Cho cao là 140. Như vậy nó tới 2.688.000 mét khối. 240 mũ 2 nhân 140 chia 3. 2.688.000 mét khối. Rồi tôi qua bài số 5.
0,5 điểm. Một bóng đèn được gắn cây trụ cao 7 mét. Nếu đặt chân ngang, cách chân trụ là khoảng 8 mét. Nếu đặt từ chân thang, cách chân trụ một khoảng là 1,8 mét. Mỗi chiếc thang dài bao nhiêu để bắt thở lên đến mức này? Chiếc thang này dài bao nhiêu để bắt thợ lên đến mức đèn làm tròn đến 2/10? Như vậy ta nói đây là tam giác thôi, tam giác AHB cũng vậy hết. Theo định lý Pythagore, ta có A B bình thì bằng H A bình cộng H B bình bằng 7 bình cộng 1,8 bình. 7 bình cộng 1,8 bình bằng 52,24. Chia cho AB sẽ bằng căn của 52,24. Nó bằng 7,22. Không không. Sao lại nó gần bằng là 7,2. Mét. Câu hỏi bài số 6. Bài số 6, 2,5 điểm cho tam giác ABC vuông tại A có M là trung điểm của BC. BC rồi là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy điểm D sao cho AM bằng MD. AM bằng MD. Chứng minh thứ nhất A, B, D, C. Mấy tên D đây. A, B, D, C. Làm điểm nhập. Chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Vậy ta có MB cộng MC
giả thuyết mà ra bằng em mời đi giả thuyết luôn suy ra là a b đi chứ ba hai mươi năm mà a thì bằng 90 độ thì ra a b c d và hình chữ nhật còn b gọi n là trung điểm của n ac n là trung điểm của ac tia dc các bn tại n tia dc các tia bn tại n chứng minh CE bằng AB câu B xét tam giác NAB và tam giác NCE có BA bằng 90 độ ECN bằng 90 độ LA bằng AD giả thuyết A N B bằng C N E này mình suy ra được tam giác N A B bằng tam giác N E suy ra C E bằng A B suy ra N B bằng N C A N E rồi N A bằng N C thì mình suy ra được là A B C E là hình bình hành bây giờ câu qua câu C đường thẳng MN cách AE tại P MN cách AE tại P chứng minh VP đi qua trung điểm của A1 vậy ta có gì ta có MN
là đường trung bình. Ta có MB bằng MC MA bằng MC, hay mà nó là đường trung bình của tam giác CAB, nhưng mà suy ra được rồi. Song song và bằng 1/2 AB. Suy ra MN song song với AB. AB thì song song với CA. Đi ra MN song song với CA. NA bằng NC. NB song song với CA. Từ hai cái điều này mình đi ra được NP là đường trung bình của tam giác ACE. Đi ra NP song song bằng 1/2 CE. Từ đây mình suy ra được NB sẽ song song và bằng với AB. Đi ra A, B, M, P là hình bình hằng. Hình cho nên mình suy ra được rồi. P, đi qua trung điểm. Điều phải chứng minh là các em học sinh lớp 8 thân mến, cái đề thi học kỳ 1 của lớp 8 của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận. Thế là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn các em ở clip sau nhé. Bye bye.